Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Tuấn Minh. Cái hôm trước nhá, em Tuấn Minh có lên một cái chương trình xả kho mấy loại máy khoan điện 13 ly thì các bác chốt nhanh quá. Có rất nhiều bác gọi điện cho em Tuấn Minh là hết hàng nên không có để giao. Nhưng ngày hôm nay nhá, em lại vừa ôm được một cái lô này là thanh lý của công ty. Và cái này là công ty nó đặt hàng tại nhà máy nội địa Trung Quốc nhưng mà bỏ cọc. Thế nên là đợt này em ôm được cái lô này giá nó cực kỳ là ngon. Ở đây em có cái mã khoan điện nhá. Cái này là tên của nó là Sidapu. Con này nó là khoan điện đầu 13 ly, hàng nội địa của Trung Quốc các bác nhá. Đây các bác này, cái tên của nó đây này, Sidapu đầu 13 ly, đầu 13 ly và có cả chế độ búa. Đây các bác nhá, tất cả đều là hàng mới nguyên hộp như này. Và hôm nay em sẽ lên cái chương trình xả kho thanh lý cho các bác nhá. Có cả tay cầm trợ lực, có cả cái chắn mở, cái này gọi là cái mở đầu khoan nhá. Con này là đầu 13 ly và công suất của nó đây. Con này thì công suất của nó là 710W. 710W nhá. Đấy, và tốc độ không tải của nó lên đến 3000 vòng trên phút. Em Tuấn Minh sẽ test thử cho các bác xem luôn. Đấy. Dây điện của nó đây, dây này thì dài loanh quanh 1,5 m. Hàng mới nguyên hộp nhá. Cái này là công ty đặt hàng xong bỏ cọc. Hiện tại bây giờ em Tuấn Minh ôm được. Đấy. Và lưu ý cho em nha, con này có cấp chỉnh tốc ở đây nữa này. Đấy, có điều chỉnh tốc độ. Đây, để em thử cho bác xem. Đây, chỉnh tốc chậm này. Đây, tốc chậm đây các bác nhá. Chỉnh mắt lên này. Đó. Con này nó có hai chế độ khoan. Đây là chế độ khoan búa. Đây các bác nhá, khi khoan búa các bác gạt về bên này. Còn bên này chế độ khoan thường. Các bác gạt về đây cho em. Đấy. Đây là công tắc đảo chiều này. Đó. Nó có cái nút giữ ở đây nữa để các bác khoan đỡ phải bóp nhiều, đỡ mỏi tay. Và nhắc lại cho các bác, đây là nó là hàng công ty và motor dây đồng 100%. Khi nhận hàng nhá, nhắc lại cho các bác nhận hàng các bác có thể thoải mái tháo ra kiểm tra. Nếu sai, em Tuấn Minh xin đền tiền gấp đôi nhá. Nếu như nó là không phải dây đồng, em Tuấn Minh xin đền tiền gấp đôi cho các bác. Và đặc biệt nha, giá con này bây giờ là em ôm được lô thanh lý nên để cho các bác cái giá cực kỳ mềm thôi. Báo giá luôn cho các bác con khoan điện này nhá. Tên của nó là Sidapu. Đây, các bác cứ gọi con khoan điện đen như này là em Tuấn Minh dễ nhận ra này. Khoan điện đen 13 ly xả cho các bác với giá chỉ có 350.000 thôi. 350.000 và em bao ship tận nơi nhá. Lưu ý cho em 350 bao ship. Con này thì em Tuấn Minh về đâu đó được khoảng 3-4 thùng thôi. Cũng có chỉ có khoảng độ 3-4 chục con. Thế nên lần này các bác nào chốt thì cũng tranh thủ gọi điện cho em Tuấn Minh sớm. Còn đây mới là cái con cực kỳ là hot nữa này. Con này hàng công ty chính hãng của Huvanda. Đây các bác, để em lấy cho các bác xem máy mài điện Huvanda. Con này là hàng công ty nhập khẩu chính hãng. Mài điện nhá, Huvanda. Hàng này là hàng công ty tem mác phụ nhập khẩu có đầy đủ hết luôn. Đấy, con này nhắc lại cho các bác là ở công ty đặt hàng nhưng bỏ cọc. Thế nên bây giờ là lô này là em ôm thanh lý được. Đây, để lên cho các bác xem. Hàng công ty cực kỳ đẹp luôn. Máy mài điện, công tắc cò bóp này, có đầy đủ nha, chắn lưỡi này, tay cầm phụ này, bộ mở lưỡi. Và có thêm cả một cái chổi than đi kèm đây các bác. Có thêm một cái chổi than đi kèm cho các bác nhá. Đấy, con này mài điện Huvanda, hàng công ty chính hãng. Công tắc cò bóp. Đây, các bác nhìn kỹ cho em nhá. Mài công tắc cò bóp Huvanda. Giờ em sẽ test cho các bác xem luôn. Con này thì dây nó dài 2 m cơ. Dây đồng cực kỳ to. Đấy. Hàng này thì cực kỳ ngon rồi. Con này đảm bảo cho các bác kể cả chiến công trình vô tư cho em nhé. Chiến công trình thoải mái. Huvanda, hàng công ty chính hãng bảo hành 6 tháng cho các bác. Đây. Mài điện. Con này là sử dụng lưỡi cắt 1 tấc các bác nhá, lưu ý cho em là lưỡi 1 tấc và công suất của con này lên tới là 900W. 900W nhá. Thoải mái cho các bác chiến công trình không lo. Đây này, em nhầm, 950W các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 950W, hàng Huvanda chính hãng luôn. Đó. Và báo giá luôn cho các bác luôn. Hôm nay em sẽ lên cái chương trình này là đồng giá. Quả mài này các bác lấy với chỉ có cái giá 350.000 thôi ạ. Báo giá lại cho bác nhá, mài điện Huvanda công tắc có mài điện Huvanda
công tắc cò bóp nhá, giá 350.000 bao ship. Bình thường con này công ty đang phân phối với giá bán ra là 490.000, nhưng mà cái lô này là em Tuấn Minh ôm được, nói luôn với các bác cái lô này em ôm được, công ty nó bỏ cọc bên nhà máy, thế nên là mới có cái giá xả thanh lý như này. Về các bác nhận hàng kiểm tra, được phép tháo ra, nếu như các bác phát hiện dây nhôm, em Tuấn Minh lại xin phép đền tiền gấp đôi. Nhớ cho em nhá, mài điện 350.000 và con khoan điện 13 ni này cũng 350.000, bao ship cho các bác. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái, ưng thì các bác lấy, không ưng thì trả về cho em. Và đặc biệt là em Tuấn Minh bán hàng từ xưa nay không cần phải cọc bất cứ một đồng nào, các bác cứ nhận hàng ưng thì các bác lấy thôi. Còn em Tuấn Minh bán hàng thì có mặt mũi đàng hoàng, địa chỉ cụ thể đàng hoàng các bác nhá. Và nếu như bác nào mà chốt được nhanh thì chủ động liên hệ cho em Tuấn Minh theo hai cái số điện thoại ở trên màn hình, 0984414273 và số 0902221145. Bác nào chưa đăng ký kênh thì chủ động đăng ký kênh cho em, thì để mỗi lần em lên xả kho những cái mã như này thì các bác sẽ chốt được với cái giá ngon nhất các bác nhá. Cảm ơn toàn thể các bác đã xem video.